We are terrible ones.
a tub of cheese. One tub of cheese. One tub of cheese. The other tub of the same day. And then don't you dash? I don't want that. Cho ra đây để mọi người cùng xem nhé. Con này là sữa thì thôi. Thử làm cái này xem nó có bay không? Để làm sao mà bay được, đúng không? Hình này đâu có bay được đâu. Mà chỉ đây hình này đâu có bay được đâu. Chỉ có như này mới bay được này. Đấy, lăn, đấy gọi là lăn. Rồi nó hình tròn. Đúng không? Đấy là rơi rồi. Ở tròn này. Đúng rồi, thế là không rơi được.
Những hình nào thì không rơi được nhỉ con nhỉ? Đập đã. Phải có, chắc phải có 2 tam giác thôi. Mình cùng thử xem bạn nào rơi được nhé. Bạn nào rơi được thì mình sẽ cho bạn ấy rơi luôn nhé. Ok, mình làm thí nghiệm nè. Đây, mình làm thí nghiệm nhé. Nhìn này, đây mình sẽ làm cái cầu xem bạn nào có thể đi được nhé. Nào mình thử xem nào. Đây, xem bạn nào có thể đi được. À, mình phải chắn cái đầu này lại chứ, không thì bạn ấy bay mất, bạn ấy rơi mất, đúng không? Nào, mình chắn cái đầu này lại nha. Ok, chắn lại không bạn rơi nha. Nào, bây giờ con thử xem nào. Thấy chưa? Hình đấy lăn dễ không? Đấy gọi là hình gì con? Hình tròn mới lăn được, đúng không? Hình cầu có tròn không? Không. Đây hình cầu này. Này, con bỏ xem bạn này có lăn không? Không lăn đúng không? Bạn này không lăn đúng không? Ha, đùn mãi bạn mới đi đúng không? Này. Bạn tam giác đấy cũng không đi được đúng không? Không được. Đùn mãi mới đi đúng không? Nào. Nào, bây giờ mình xem thử con có hình. Bạn ấy lăn nhanh quá nhỉ? Bạn đi nhanh quá. Này, cái này nhá. Vâng. Bỏ bạn này ra để cho bạn ấy đi một mình thôi. Hai. Hình này có lăn được không nhỉ? Không. Xem. Ha, cái này bạn đi đúng không? Làm thế nào để cho ấy này đó. À, làm thế nào để như thế nhỉ? Đây, như thế này nha. Mình muốn làm như vậy nha, thì mình làm này, mẹ thử kiểm tra thế này xem có được nha. Đây, mình cho bạn ấy đi đều hai bên. Đây, xem cái này có lăn được không nhá. Nào, lăn đi. Cái này cần phải đi rồi. Bạn đặt như thế thì bạn ấy lăn được à? Dạ. Thôi bạn. Bạn này có lăn được không? Không, bạn phải có như thế này để lăn được. À, thế à? Phải được nhảy mới được. À, phải đặt ngang bạn đi xa. Cái này là đặt ngang. Thế. Còn thế này là đặt dọc này. Đặt dọc thì bạn không lăn. Bạn có lăn không nhỉ? Bạn ấy phải có ấy nhảy mới. Các bạn ấy chơi cầu trượt đấy. Các bạn ấy chơi cầu trượt đấy. Các bạn chơi cầu trượt vui quá. Này bạn này nào xem nha, tất cả các bạn cùng lăn nha. Này nào xem bạn nào lăn nhanh trước nha. Nào 2 3. Nào ai hô nào rồi. Xem ai nhanh hơn nào. Đấy chưa nhiều thắng. Nào tháng rồi. Mình đã làm xong được. Xem ai thắng. Bây giờ mẹ không đặt như thế này nữa, mà mẹ chỉ đặt thế này thôi. Xem bạn nào chạy được nhanh nha. Nào. Xem bạn nào chạy được nhanh. Bạn này nhanh. Ai chạy được nhanh. Con cho mỗi bạn đại diện một thôi. Chứ con cho hai bạn giống nhau vào thì các bạn ấy lấy đâu cái chỗ. Cái đường đua nó bé xíu này à. Con nhìn mà xem. Hai bạn này giống nhau này. Hai bạn này có giống nhau không? Có. Có, nó chỉ khác nhau ở chỗ nào? Không. Hình trụ đây, hình trụ này. Khác nhau phải như thế này. À, nó khác nhau. Bạn này có lăn không nhỉ? Hình lập phương có lăn không? Không. Không, làm nào bạn mới đi được. À, phải có ấy nhỉ mới lăn được. Đấy, cho bạn một lực đúng không? Cho bạn một lực, rồi ok. Hình này có lăn được không nhỉ? Ok. À, và xong con làm nào để bạn ấy lăn được nhé.
Ơ, thế là còn đáng ít bạn nè. Không. Ơ, hay quá ta. Đấy, chọn cái này được. Ừ. Nhanh quá. Lăn. Lăn, đây, mình lăn, bắt đấy. Ơ, con bạn bạn đang đi thì lại bị chặn. Ừ, hay quá nhỉ. Nào. Ngôi sao có lăn được không nhỉ? Không. Nè. Chẳng lăn được. Đúng rồi, phải lăn được. Thế cũng chẳng lăn được nhỉ. Như thế. Ừ. Đây nhỉ. Thế à. Ừ. Ừ. Vẽ cho hai bên cho cân. Đây, cho to to hai bên đây này rồi. Đặt xuống. Thế thôi. Đây.